dành đi đó. Bó thì... Ôi giời, cái thằng này chọn bà sớm đi. Lên cơn à? Bà đang chụp. Chụp mấy con Việt Nam chiến thắng này. Việt Nam chiến thắng này. Ui giời. Đấy. Nhưng mày phải so sánh nó với cái gì chứ còn. Để ra tay này, để ra tay này. Đấy, để ra tay nhìn nó phải rõ. Tay cho cái tay của ai bị á. Đúng rồi. Đây tay em bị á này. Đây 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 tay em bị á này. Cho tay ông đây. Đấy, đây sao bên này. Rồi rồi rồi, đúng rồi. Đấy, to nhỉ. To không? Khủng ấy. Tôi mới gọi tôm hùm mà. Lau tay đi này. Này, lau tay đi. Cảm ơn nhé, anh rất chủ đạo ấy. Ừ. Tuấn kia ngồi xuống để anh em mời kìa. Ai không nữa thì tôi anh em. Đấy. Đây cũng có. Rồi ơi, cũng rồi. Nào bắt đầu 1 2. Rồi rồi. 1 2 3. Nhấc nhấc cao lên. Nhấc cao lên một tí. Thế. 1 2. Ui giời đẹp lắm anh ạ. Ui giời đáng yêu lắm anh ạ. Ui giời ơi, đáng yêu kinh khủng luôn. Đấy. Đấy cái tôm này. Ôi cảm ơn anh nhá. Một cái càng hơn 20 cm. Từ đẹp, đẹp dã man luôn. Cảm ơn nhé. Cảm ơn cứ từ từ. Cái gì là cảm ơn phải làm ngay, phải làm ngay. Từ từ. Đấy. Rồi. Ai xin nha. Đổi phát là thua. Anh quay à? Đâu đang chụp. Rồi chúc mừng nha. Cảm ơn anh nhá. Đẹp nhưng mà em cái kem thôi, em chưa nhìn ảnh. Rồi rồi. Sẽ gửi yên tâm đi. Cảm ơn anh. Rồi. Anh hết đi. Chồng biết mời uống. Chồng biết đâu. Ây da. Trước khi về hỏi sao em ăn rồi tỏ thế nhỉ rồi anh Tuấn đúng cho Hoàng rồi sao ấy đúng không anh đang giao lưu à anh cứ sao đi uống từng người một ra trả lại đi không hai lần nhá nhiều quá hai lần uống đi đừng có đế đi trả lại anh bảo cái gì đừng có đế có nào bây giờ mấy còn sống à không sống mà có sống đúng rồi đây đây đang cử động đây đúng rồi sống mà đúng rồi tôm nó vẫn đang sống rồi mà đấy đúng rồi đúng rồi tươi giói này này, cử động này đúng không? Cái dâu đang cử động này. Đúng rồi. Dâu đang cử động này. Rồi, chụp cho anh Thái kiểu nha. Bắt đầu này, 1, 2, 3, 1, 2. Từ đã, chạy cho ánh sáng đây nha. 1, 2, 3. Rồi, đáng yêu lắm. Này, này, này. Đánh nhau đấy. Đánh nhau đấy, là đấy. Hai, chiều sang chúc anh em có thể ta đây đấy. Ai à, đúng nhỉ? Đấy đi đây đi. Có thịt cá không ăn được, mang ra bên đây. Mắt này có tình lắm. Tôm chưa ăn đây này. Tôm chưa ăn đi. Mực chưa ăn đi. Tạt, sờ đấy đi nhỉ. Thôi như này là nhiều hơn rồi, anh xem chén anh kìa. Bên này xem cái gì cả. Uống nước thôi. Mới uống rượu thôi, uống rượu thôi. Ăn 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 rượu thôi. Mực tôm chưa dùng đến kìa. Cái này là gà. Tôm này có sống này, không có thể. Rồi, ok. Nên còn gật nhá. Rồi. Vâng, dưới đây này, tôm này đúng là dãy thật. Ông bú vào. Đây này, đúng rồi. Kè thằng thủ môn. Nói chung là tôi chỉ đá giữa để làm cho hai ông bên cánh này. Niệm này. Anh ơi. Nào các cháu thưởng thức món tôm hùm nhá. Cho cái này về ông ơi. Cho vào nhá. Cho đi. Anh thì cứ để sôi đã. Không cứ cho vào không sợ. Đấy, ông to thật tuyệt. Quay. Ừ. Ui giời. Đây. Ngáng bạc thằng vua. Để làm sao tạo thương hiệu cho em tí anh nhá. Rồi vâng, ok. Đấy được một quảng cáo đây. Cái là tôm của nhà hàng gì nhỉ? Khánh Huy đó, rất là to. Duy Khánh Bà, Duy này. Địa chỉ. Địa chỉ là ở Thanh Nưa. Địa chỉ. Trường cấp 3 Thanh Nưa. Đấy thì chưa. Món này là hàng độc đấy. Đây dâu hay không ai có cả. Trước giờ chưa ăn mà nhìn chưa ai có cả. Ôi giời ơi, cái dâu hứa này. Đây chính ông chủ món tôm hùm tuyệt vời này. Đấy, đúng rồi. Rồi xin mời ông chủ một chén nhỉ. Đấy. Đấy, một chén nào Hoàng?
tươi. Tươi. Tôi xin mời ông chủ nhá. Rồi. Rồi, mời ông chủ. Tuấn chưa mời ăn như thế đâu. Rồi, xin mời ông chủ nha, cảm ơn ông chủ. Đấy, tuyệt vời. Tuyệt vời, nào.